Bốn dị bản cổ tích tâm cá bí ẩn, cực ít người biết đến. Chắc hẳn chẳng mấy ai xa lạ với chuyện cổ tích tâm cám. Vốn kể về nàng tấm chân thật, xinh đẹp, nhưng luôn bị hãm hại bởi mẹ con nhà cám. Tuy nhiên, câu chuyện tâm cám mà ngày nay chúng ta được biết đến đại chúng nhất lại không phải là bản đầu tiên và cũng không phải là bản được lưu truyền rộng rãi nhất vào thời xưa. Bản tâm cám mà chúng ta biết đến hiện nay là do sự lựa chọn của nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật và nhà xuất bản Văn học Tuyển chọn quyết định ấn hành. Và câu chuyện này với sự phát triển của truyền thông, báo chí cũng như là sự kết nối của thế giới hiện đại đã giúp cho bản tâm cám hiện nay trở nên thịnh hành nhất, được xem là bản chính. Tuy nhiên trên thực tế, trong xã hội Việt Nam trước đây lại tồn tại từ 1 đến 2 dị bản khác nhau về câu chuyện tâm cám này. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 4 dị bản nổi tiếng nhất đến nay còn lưu truyền mà rất ít người biết về chuyện cổ tích tâm cám. Cô Tấm Làng Mai. Quê hương của hai chị em tâm cám trong chuyện cổ tích được nhắc đến đó là Làng Mai. Ngày nay, có rất nhiều lời bài hát hoặc là thơ ca khen ngợi những người con gái hiền lành, đảm đang, được ví như là cô Tấm Làng Mai. Làng Mai thuộc xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. Làng Mai hiện còn lưu truyền một dị bản với câu chuyện tâm cám như sau. Chuyện kể rằng, một lần hoàng tử nhà Đinh về hội Làng Mai, tình cờ nhặt được một chiếc hài gấm rất đẹp. Hoàng tử đã tìm được người con gái đánh rơi hài, cho là duyên kỳ ngộ nên cưới làm hoàng tử phi, đó là cô Tấm Làng Mai. Trong hội Làng Mai bây giờ, khi các bà người Làng Mai vào dâng rượu, dâng hương lên Đinh Tiên Hoàng, đều đội khăn xếp màu vàng, mặc áo lụa vàng, chân đi hài gấm, mô phỏng về cô Tấm ngày xưa. Phiên bản thần tích Ỷ Lan Phu Nhân. Ở vùng Bắc Ninh thì chuyện tâm cám được truyền tụng như là lịch sử Thái Phi Ỷ Lan. Trong quyển Lý Triều Đệ Tam Hoàng Hậu Sự Tích đã chép chuyện bà Ỷ Lan gắn liền với nhân vật cám. Khác với câu chuyện trên, ở đây gọi ngược Tấm là cám, còn cám là Tấm. Ỷ Lan Thái Phi là cám. Và tước bỏ đi rất nhiều chi tiết của chuyện dân gian. Ở làng Thổ Lỗi hay Siêu Loại, huyện Gia Lâm có ông Lê Công Thiết và vợ là Vũ Thị Tinh, chuyên trồng dâu nuôi tằm. Một đêm vợ nằm chiêm bao thấy mình nuốt mặt trăng, sau đó sinh ra cô gái có tên là Cám hoặc còn gọi là Khiết Nương. Vợ chết, chồng lấy vợ kế là Chu Thị, sinh ra một cô con gái khác đặt tên là Tấm. Thế rồi câu chuyện cũng diễn ra với đủ các tình tiết như là bắt cá, nuôi bống và nhặt xương bống chôn chân giường. Chỉ có khác ở chỗ, Bụt lại là nhà sư Đại Liên, tu ở chùa Linh Nhân. Và điều khác thứ hai đáng lưu ý đó là xương bống chôn 100 ngày đào lên được là một đôi hài quý. Nhưng khi cám phơi đôi hài thì một con quạ thần trông thấy cắp lấy một chiếc bay đến kinh đô rồi thả xuống sân điện. Vua bấy giờ là Lý Thánh Tông chưa có con, cho đấy là điềm lành, bèn loan báo cho đàn bà con gái khắp nơi đi ướm hài. Từ đây, chuyện phát triển hoàn toàn khác so với cổ tích nói trên. Vua đi cầu tự ở chùa, xa giá đến đâu mọi người đua nhau đi xem đến đấy. Chỉ có cám vẫn chăm chỉ hái dâu. Một ông hàng dâu nhìn thấy một đám mây che trên đầu cám, bèn mách cho quan quân biết. Vua cho gọi cám đến hỏi tại sao không đi xem vua chạy. Cám tâu rằng vì gì bắt đi hái dâu. Vua cho ướm chân vào hài thì vừa như in. Vua bèn lấy làm vợ, gọi là Ỷ Lan. Ỷ Lan làm vợ vua lâu ngày vẫn chưa có con. Đại điên gặp Nguyễn Bông, là người vua sai đến chùa hỏi, có muốn làm hoàng tử không? Bông đáp, muốn. Đại điên dặn Bông lẻn vào buồng tắm của hoàng hậu trong lúc Ỷ Lan đang tắm. Kết quả là việc làm của Bông bại lộ, Bông bị án chém. Tối hôm ấy, Thánh Tông mộng thấy một tiên ông đưa đến một đứa con trai. Quả nhiên, Ỷ Lan có thai, đẻ ra một hoàng tử. Nhưng hoàng hậu họ Dương lại bị bắt mất hoàng tử, nói dối là do con mình đẻ ra và thay vào đó là một con mèo, nói là con của Ỷ Lan. Lớn lên, hoàng tử nhận ra mẹ đẻ của mình và giết chết hoàng hậu họ Dương cùng 71 cung nữ. Ở Bắc Ninh còn có những người kể xen vào những tình tiết khác. Ví dụ như, một trong bốn cái lọ đào được lên là một lọ nước thần. Nhờ lọ nước, cám tắm vào, da rẻ trở nên trắng trẻo, người đẹp tuyệt trần. Phiên bản của Genial. Sau đây là nội dung chuyện kể ở miền Nam mà Genial, người sưu tập truyện cổ tích Việt Nam sớm nhất đã ghi được ở Mỹ Tho năm 1886. Chuyện kể như sau. Có hai vợ chồng sinh ra hai cô con gái là Tấm và Cám, là con sinh đôi. Tấm được bố mẹ chiều chuộng hết mực, còn Cám thì bị đối đãi như con ghẻ. Một hôm, người cha cũng giao cho mỗi con một cái giỏ, bảo đi bắt cá. Ai bắt được nhiều hơn thì được gọi bằng chị.
Cám được nhiều hơn, nhưng Tấm bảo đưa giỏ cho mình giữ hộ để đi hái rau thơm về kho cá. Cám trở về thì bao nhiêu cá đã bị Tấm lấy mất, chỉ còn một con bống mú. Do đó Tấm được làm chị. Cũng như chuyện kể ở miền Bắc, Cám được thần hiện lên bày cho cách nuôi cá bống mú. Nhưng nuôi được ít lâu, cá cũng bị Tấm tìm cách bắt thịt. Thần hiện lên bày cách bỏ xương cá vào hũ chôn xuống đất, sau đó sẽ được nhiều vật quý. Một con gà cũng mách cho Cám chỗ vùi xương bống. Sau 3 tháng 10 ngày, Cám đào lên thì được áo quần đẹp và một đôi giày. Một hôm, Cám đem giày đi ra đồng bị ướt, phải đem đi phơi. Bỗng một con quạ cắp mất một chiếc, đem bỏ vào cung vua. Hoàng tử bắt được, cho giao mời đàn bà con gái mọi nơi về thử, ai đi vừa thì sẽ lấy làm vợ. Tấm được bố mẹ cho ăn mặc đẹp đi chảy kinh, con Cám thì phải ngồi nhặt một mớ đậu cùng với vừng trộn lẫn. Cũng có người kể con quạ lần trước tha giày đã đến bày cách cho Cám, cách sang để nhặt được nhanh hơn. Sau đó, Cám đến kinh thử giày và trở thành vợ hoàng tử. Một hôm, Cám nghe tin bố đau nặng bèn về thăm. Thật ra Cám bị lừa. Dưới giường chỗ bố nằm có để nhiều tấm bánh đa nướng để nghe răng rắc. Cám tưởng bố gãy xương thì thường lắm, khóc rưng rức. Rồi Cám cởi áo trèo cao theo lời bố. Cây cau bị Tấm chặt gãy, Cám rơi vào hố nước sôi chết. Nhờ có mặt mũi giống Cám, Tấm mặc quần áo rồi vào cung mà không ai biết, kể cả hoàng tử. Nhưng hoàng tử ngày một nguội lạnh với Tấm. Cám hóa thành chim quành quạch và cũng như chuyện kể ở miền Bắc, chim bay vào cung gặp Tấm đang giặt áo. Chim cũng nói câu y như trong chuyện mà chúng ta hay nghe, đó là phơi áo chồng tao gì đấy. Và sau đó cũng được hoàng tử đem về nuôi ở lồng. Tấm cũng bắt chim ăn thịt và nói rằng mình có thai nên thèm ăn thịt chim. Chỗ vứt lông chim mọc lên một măng tre, sau đó bị Tấm chặt làm thức ăn. Vỏ măng hóa thành một cây thị chỉ có duy nhất một quả. Mỗi lần hoàng tử ở nhà thì cành lá xòa xuống thấp, nhưng khi đi vắng thì cây vươn lên cao vút. Vì thế, Tấm muốn hái thị ăn nhưng không được. Sau đó, thị rơi vào bị của một bà lão ăn mày. Tiên nữ trong quả thị cũng nhiều lần hiện ra giúp bà lão. Sau cùng, bà lão cũng rình bắt được, bèn xé nát vỏ thị. Một hôm, Cám hóa phép làm cỗ bàn rất linh đình để dọn cúng chồng của bà lão, nhưng lại ép nài bà đi mời hoàng tử tới dự. Hoàng tử đòi phải có thảm trải từ cung đến nhà mới chịu đi. Quả có thảm trải thật, lại có cả miếng trầu tem rất đẹp làm hoàng tử chú ý. Hỏi thì bà lão nói dối là mình tem. Hoàng tử bảo bà thử tem cho mình xem. Cám hóa làm con ruồi rồi vẽ cho bà cách tem. Nhưng khi hoàng tử đuổi ruồi thì bà lão lại không tem được. Đành phải thú thật là do con gái của mình tem. Nhờ đó hoàng tử gặp lại vợ cũ. Đoạn kết, cô Tấm hỏi Cám làm sao lại đẹp. Cám thật thà nói nhờ vào việc ngã vào hố nước sôi. Tấm nghe theo, nhảy vào nước sôi mà chết. Cám liền làm mắm gửi cho dì ghẻ. Dì ghẻ cũng khen ngon, rồi cũng có con quạ đến mách và bị đuổi. Khi ăn gần hết, thấy đầu lâu của con gái, mẹ Cám lăn ra chết. Phiên bản của Dumotor. Học giả Dumotor cũng sưu tầm được một dị bản, cũng ở Bắc Ninh, có lẽ xuất phát từ nguồn gốc thần tích về Ỷ Lan. Vào cuối thời Hùng Vương, có một người tên là Đào Chí Phẩm ở làng Lãm Sơn, huyện Quế Dương, Bắc Ninh. Vợ sinh được một con gái là Tấm rồi mất. Đào Chí Phẩm lấy vợ sau là Thị Cao, sinh được Cám. Khi chồng chết, Thị Cao bạc đãi con ghẻ. Các tình tiết bắt cá, nuôi bống, ăn thịt bống, nhặt xương bống chôn dưới gầm giường và đổ lẫn các loại hạt lại với nhau đều đại khái giống với các câu chuyện Tấm Cám đã kể. Khi bùn mách cho Tấm đào những lọ dưới chân giường lên, Tấm đào trong lọ được một cô gái hầu, các lọ còn lại là áo giày. Nhưng về sau thì cũng không thấy cô gái hầu xuất hiện trong các tình tiết kế tiếp. Do chiếc giày của Tấm đánh rơi khi đi xem chảy hội mà hoàng tử lại tìm được Tấm. Thấy nàng đẹp, hoàng tử muốn lấy làm vợ, Tấm bảo về hỏi người mẹ ghẻ. Hoàng tử phái quan đến hỏi, Thị Cao thuận gả nhưng đến ngày cưới lại bảo Tấm đi chơi xa rồi lấy quần áo Tấm mặc cho Cám, đưa Cám vào cung. Tấm về thất vọng, nhảy xuống giếng chết. Hồn Tấm hóa thành chim vàng anh bay vào cung. Thấy Cám giặt áo cho hoàng tử, chim cũng dặn không được phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Nghe nói thế, hoàng tử biết mẹ con nhà Thị Cao lừa gạt, bèn hỏi chim, có phải vợ anh chui vào tay áo? Chim bay ngay vào tay áo. Chuyện không nói đến những hành vi độc ác của Cám và mấy lần tái sinh của Tấm mà cho rằng Cám thấy chim, biết đó là chị nó thì sinh ra hối hận, bèn nhảy xuống giếng chết. Dumotor còn cho biết, người ta thờ chung cả hai cô vào một đền ở Lãm Sơn. Những lúc có hạn hán thì dân làng thường đến đây để cầu nguyện. Các bạn thân mến, như chúng mình đã nói ở đầu, thì chuyện cổ tích Tấm Cám là một câu chuyện đã có từ thời xa xưa và được truyền miệng. Do đó sẽ xuất hiện rất nhiều dị bản sao cho phù hợp với thời đại.
Nếu các bạn để ý thì trong đa số các dị bản thì vị trí của tấm và cám đều bị đổi lại cho nhau. Các bạn có thể tin hoặc không tin những gì được nói ở trên, nhưng xét cho cùng, mục đích của cổ tích là giúp cho con người chúng ta có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp, đem lại những bài học mang giá trị đạo đức cao đẹp. Hãy tin vào phiên bản nào phù hợp nhất với hình ảnh cô tấm trong lòng bạn. Vậy là đủ rồi đúng không nào? Các bạn nghĩ sao về những dị bản này? Các bạn thích dị bản nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đừng quên like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video hay ho mà các bạn không nên bỏ lỡ. Click vào để xem ngay nhé! Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!